Yo, hello, hello Phúc, hello Lẹ ơi. Hello anh em. Uầy, hôm nay bận mà bận lên đấy. Bận mới lên trễ vào giờ này đấy chứ. Uầy, mà bận. Tưởng đâu là để thời gian này là lên kịp nhưng mà vẫn trễ 6 phút phải không? 6 phút hay 5 phút gì đấy. Cam nó hơi lắc đúng không? Ok, hết lắc rồi đấy. Rồi, hết lắc rồi. Hello Phúc, hello Ngọc, hello Lẹ ơi. Hello, hello anh em. Ủa, cái ghế dạo này nó bật lên chứ ta. Còn ai nữa, còn ai nữa? À, ok, ok. Rồi, hôm nay có 3 bạn thôi sao? Ok, rồi, có bao nhiêu mình chơi bấy nhiêu. Hello, chính anh em đang xem. Cảm ơn 13 cái like của anh em nhiều luôn. Ok, ok. Nương nương makeup đẹp không hả? Ồ. Ào, chi cặp kênh nào. Wow. Chưa biết đây có phải là người thiệt không nè. Hay là lấy ảnh trên mạng nè. Hello, hello Ngọc ơi. Nay đến với một con game đi. Heo thấy con này mấy bữa nay rồi. Nhưng mà heo chưa có vào trải nghiệm. Con nguyền hội gì tôi quên tên mẹ nó rồi ta. Nó là nguyền hội đảo kho báu. Ui tên nó năm chữ dài sọc luôn. Nó là con hách anh tìm thấy đấy hả? Ôi, ok ok, nếu là người thiệt thì ngon rồi ha. Hứa với anh em là lên mình tổ chức một cái cuộc tán dốc ở trên Discord mà tới nay mới lên được. Ôi, hổng gài bận đầy tháng con. Nên là tới nay mới lên được. À, lu bu quá. Lu bu kiếm tiền để có tiền đầy tháng chứ không nhớ nè. Chỉ có mặt là giả. À, thôi tại makeup đậm quá hả? Ok ok. Rồi xinh. Ok ok. 10 điểm không có nhân. Ở đâu rồi ta? Nãy mới hoàn từ từ để heo bấm qua lại coi. Đây, bấm vô là chúng ta sẽ không thấy được cái hình nữa. Nào, để heo quăng ra cho anh em xem. Ở đây nó không có không tin ta. Tỉ đi, tỉ qua bên kia đi rồi chúng ta ngắm. Anh em đi đồn cho kênh chat hết rồi hả? Ok ok, cảm ơn Phúc nhiều luôn. Rồi hôm nay chúng ta sẽ đến với con game đang đang hot hiện nay. Heo cũng muốn tìm hiểu em nó mấy hôm nay rồi. Ok ok. Con đảo kho báo gì? Đảo hải tặc ngày xưa đó các bạn. Này này này. Ok ok. Đảo hải tặc ngày xưa. Ui ui. Bản này mà có bản bản N hay là China đồ nè, nọ là Pori là cũng ngon đó các bạn ơi. Đúng rồi, bản này đang ngon mà. Ôi, chị cho anh xin full code cái Phúc ơi. Up cho anh em nào có chơi thì tải về hả. Đồ họa nhìn đẹp vậy. Ồ, vậy là giờ mới biết rồi nha. Giờ biết là Ngọc là thích theo dạng chibi ha. Ui anh heo, ủa đâu ra vậy? Ủa nè anh beo, ủa một người thì anh heo, một người thì anh beo. Đột phá hình xăm. Anh còn nhớ nhập code không? Anh không nhớ lắm. Sao kênh chính anh xóa mấy bài đăng cộng đồng vậy? À dạo này anh đang dẹp bớt mấy bài bên cộng đồng để mai chiều để cái bài thông báo rồi này nọ thôi. Cách mạng hải quân. Ê, hôm nay mình làm người xấu ha, mình qua bên hải quân ha. À, nhưng mà thôi vẫn hít men chính hơn. Anh vào nhắn chỗ code chỗ chat á hả? À, nhưng mà trước mắt phải chạy cái nhiệm vụ tân hữu á đã. Ui code này có bài gì, có bản này có code gì ngon không em? Nhớ trước là nó cho con Luffy G4 á. Luffy Kingman á. À, anh cũng chưa biết nữa, anh thấy con này từ bữa update á. Nó có test luôn mà hôm bữa bận quá tới nay anh mới vô được.
Đáng lẽ ra là con này anh lên hồi chiều á, nhưng mà chiều anh cũng bận quá, tới hôm nay, tới giờ này anh mới lên được con này. Ok, hello anh em. Ốp có mấy ngày mà lên, ok thôi không sao. Hoài, chừng nào nó mới mở cái auto ta. Chờ bạn Phúc đi gửi code hả? Em nhớ mọi cái đó nó phi cho anh con Roger hả? Ồ, và một gương tướng bạch kim hả? À, ngon gì em? Tưởng hôm nay anh ốp. À, anh cũng tính ốp đấy, nhưng mà ốp nhiều quá rồi. Mấy hôm trước kìa. Ủa, tên này đã tồn tại. Ok, nếu mà tên đã tồn tại thì chúng ta sẽ đến với tên này. Rồi, tên này làm gì tồn tại? Tên này làm gì tồn tại? Anh lên YouTube á, em tìm lại cho chờ em xíu. Em gửi cho anh full code luôn đi, bên em gửi qua bên fanpage đi. Tí anh qua anh lấy vô anh nhập, giờ chạy nhiệm vụ cái. À, em đặt trước rồi hả? Ok. Ủa, server hôm nay là 15 hay 12 gì mà? Uầy, anh tính là hôm nay cũng tính ốp đấy chứ, mà ốp nhiều quá với lại cũng nhớ anh em quá trời. Ê, hôm qua là tính like lúc 9 giờ rưỡi tối á, mà giờ đó anh nghĩ là chắc anh em đi học hết rồi. Tại hôm qua là thứ năm, mà thứ năm thì sáng thứ sáu nhiều ông còn đi học, nhiều anh còn đi làm, nên hôm nay tối thứ sáu nè, mai thứ bảy nhiều anh em nghỉ, nên là hôm nay là lên trễ trễ được. Đến ra là đặt 9 giờ đó, nhưng mà anh chưa làm mấy cái nhiệm vụ hàng ngày của mấy con game kia. Ok, để anh qua anh tìm luôn. Nói chứ tìm lẹ để nhập chứ, con này bỏ mé hôm nay rồi đó. Ủa, tính ra con này là nó nhập giống con, ủa, nó giống con Haki Bá Dương với anh em. Ôi, nếu mà nó nhập code kiểu này là nó giống như con Haki Bá Dương nha Phúc ơi. Mai cuối tuần rồi anh có like nữa không? À, chuyện ngày mai anh chưa biết em ơi. Ôi. Nhưng mà có là sẽ up thông báo liền hả? Anh em theo dõi bài ở trên fanpage đi hả? Dạo này bên cái tab cộng đồng nó ấy, nên là có like thì anh sẽ up bài bên tab cộng đồng, còn mấy cái video thì không up nữa. Tại vì up bên tab cộng đồng cái nó bị lớp á, bị lớp cái đề xuất. Ok. Uầy, nó chưa mở cái auto ta. Nào, anh sẽ note cái code này lại ở dưới cho anh em nào có chơi thì chơi ha. Rồi, link game thì... khoan, để đâu rồi? Đây, anh sẽ để ở dưới là... Không, anh sẽ để ở trên là... Code của bạn... Phúc gửi, ok. Nóng quá mình mở máy lạnh lên cho mát cái nào. Mới đây công việc về ướt áo luôn. Lắc đến nỗi mà bây giờ không nhớ được là mình mở cái máy lạnh là mở nút nào luôn ấy. Rồi Linh thì con này mình để là tên gì quên mẹ nó cái tên rồi. Ở đâu rồi ta? Anh em lên CH Play hay là lên mạng tìm con đây. Nguyên thoại đảo kho máu. CH Play. Ok, rồi đã lưu lại ha. Comment nương nương đâu rồi hả? Anh chat từng cái là được cho hình xăm 5 sao nữa hả? Ui, ngon vậy. Hai rương trạng bị ánh sáng, hai rương bóng tối. Ê, nhưng mà sao hình ảnh con này sao giờ nhìn kỹ lại nó giống như con Haki Bá Dương ngày xưa vậy ta?
Con này là con đảo kho báu mà. Anh heo bé còn hức không bị bới lên cho anh em xem mà. À đi ngủ rồi em ơi, chứ là anh để ở nhà ông bà nội rồi. Đem về đây nói chuyện la làng thì hức hết. Để hôm nào đi, hôm nào ẩm về đây chơi thì lên cho cô chú anh chị cho người 100 ngàn, 200 ngàn đồ mua sữa cho bé uống là đẹp nè ha. Ôi, nó chưa hết hướng dẫn nữa hả ta? Ủa, nó chạy hướng dẫn tới đâu vậy anh em? Nó gần tới La Mã rồi. Có anh em nào biết cái bản mà Haki Bá Vương ngày xưa không anh em? Có bỏ qua hả? Đâu có đâu. Có bỏ qua thì anh bỏ qua rồi. Em tìm không thấy trên CH Play hả? Anh nghĩ là bản này là của bên Trung Quốc mở đấy. Và hôm bữa là anh thấy là các bạn chuyên môn là ấy game của bên Trung Quốc là đưa con này nè. Đó là anh nghĩ là không có trên CH Play đâu. Nó giống như một cái con game gì ngày xưa anh quên tên bài nó rồi. Hôm bữa anh cũng có like con đó. Đó là con này là chắc không có trên CH Play đâu. Anh em lên mạng tìm đi. Có nương nương hả? Có, em có chơi mà được 10 phút à hả? Có chữ bỏ qua trên đâu? Có đâu? Không có đâu nè. Bỏ qua được rồi. Ok. Nào, đi nhập code nào. Hồi nãy mình có bỏ code qua đem ta, hình như không. Ok, mình không có bỏ code qua thì bây giờ mình qua mình lấy. Đây. Gửi ok, vé chiêu mộ vàng rương gì đó. Ok. Ao browser. Ui ngon thế, ngon thế. Ui nhìn ngầu đấy chứ. À xì bà. Ngon ngon ngon. Trời ơi ạ. Ok, 5.000 ngọc hay 500 ngọc gì đấy. Ok, ôi. Ôi, ngon. Ôi, ngon luôn. À, ai xếp kỹ năng đâu, tướng đâu. Ủa, nó cho có một con Roger hả? Roger Edo nữa chứ. Ui. Tội nương nương hả? Bé trai Ngọc ơi, nhập code ở đâu vậy anh? Đây, nhập code ở ngay cái chỗ trên cái đầu chữ tướng. Em bấm vào đi, em bấm vào đây, em bấm gửi là nó sẽ ra. Ok không? Quá là ok luôn. Nào, rương này là rương gì đây? Rương trang bị hai rương. Rương gì đây? Rương tướng Bạch Kim. Wow. Đẹp không? Ủa mình không có coi trước hả ta? Có cái chỗ nào nó đồ giám không anh em? Bảng xếp hạng đúng rồi, vô đây coi. Ủa ông tớp ông lấy con gì vậy? Ủa ủa không thấy tớp nó nuôi con đó ta, Bạch Kim. Ủa cái rương đó nó có con gì vậy anh em? Em xuống sớm nha, em cài game. Ok Ngọc ơi, cảm ơn em nhiều luôn. Ủa sao anh em lấy con Sanji là chính ta? Không sờ ba mà. Ok nương nương ơi, rương đó là anh lấy con sạn là ngon nhất á, chơi sạn lên lực chiến nhanh lắm. Ồ á thì ra là bấm vô được rồi nè. Ôi nhìn cái đô tù tù dữ vậy trời. Trời bật ếch ếch, nhìn xong nó tù tù sao ấy. Ui nhìn gáp nè, ảo ma Canada thiệt chứ. Katakuri nè anh em. Ok. Ui lô nè. Ui lô nhìn mặt cũng đẹp trai đấy, nhưng mà anh em kêu là lấy anh sạn. Ôi nhìn mặt sạn này không giống lắm nha.
Có túi linh hồn nữa, rương linh hồn nữa hả? Ủa có cần mua nè anh em? Ê có mua nè, có mua ông Phúc. Rương đó chỉ có sạn với kata là chơi được, mà sạn chơi lâu lắm anh. Gái đẹp cũng biết cây nha, comment không hay không hiện hả? Ủa em comment gì đấy chứ anh thấy anh ấy bình thường mà. À 1.000 là 1.000 nạp đó hả? Hello Kim Ruby ơi. Tìm trễ rồi, thôi chút cả nhà. Ok, chà giờ này là nhiều anh em đi ngủ quá ha. Túi linh hồn hả? Ủa linh hồn này là để làm gì? Wow, 1.200 kim cương là 200k hả? Ồ. Rương trang bị à, vậy là mình nên hình xăm của mắt diều hâu. Nào, túi ok, mở ra một đống. Hồi nãy nhớ là có vé gacha đây, vé chiêu mộ vàng. Chiêu mộ vàng thì bây giờ mình xài ở đâu đây? Thư viện nông dân, đấu trường, lò rèn. Á hòm thư, có hư không? Xem, ok. Uầy, 3.200 kim cương. À, ký danh, ok luôn. À, shop nạp, không có nạp nên là hỏi coi. Ai nhận quà, ngày 7 là nhận được đồ lá mingo à. Wow, bậc 2 ớt nè. À, icon đó chắc nó bị khóa đó, Lẹ ơi. Linh hồn, anh chọn linh hồn sạn với Nami God á hả? Ngày thứ hai được Nami à? Wow, nhân 2 nữa à? Ê, ngon đấy chứ. 15 ngày nữa hả? Online nhận được vàng kim cương linh hồn. Ủa linh hồn sạn là linh hồn nào? Megalon, Marco, linh hồn Sanji đây đó hả? Cộng 1 rồi. Linh hồn Nami là cái con nào? Zed hả? Kata, Mihawk, alo, test xem coi cái nào xài được hả? Ok, em chat nhiều quá chút nó bị YouTube nó chặn đó. Đây. Kìa. Hello Phát ơi, hello. Rương binh phù hả? Nay về trễ hả Phát ơi? 50 điểm hả? Thể lực à, thể lực. Nhà hàng là chiêu mộ. Ui. Chúng ta có 20, hình như là 20. Phải 20 không? 20 không? Khoan khoan, hình như hồi nãy em nhớ là có 20 lận. Ôi, ra được hai con. Ba con, bốn con. Ok. Wow, 30 vé ha cha nhân 10. Ui. Ý, ngon. Anh lấy hai cái hồn Nami thôi, còn lại là sạn nó ngon hơn. Ok em. Rồi chúng ta có Roger, cái Goger, 30 vé gacha nhân 10, kim cương, rương chọn hero bạc. Đúng rồi, anh chơi xe bờ mới, anh không biết là xe bờ mới là xe bờ nào luôn. Hello 25 anh em mới vô nha. Hello. Ok, tối nay đi test con game mới đang làm mưa làm gió làm bão làm tố gì đây nè. Con gì quên mẹ nó rồi. Con gì khó nhớ quá. Link thì để dưới phần mô tả ha. Code đồ này nọ. Ok. Full code Tân Hữu cho anh em. Đúng chất là Tân Hữu luôn. Quà ngon. À, có Google luôn nha các bạn ơi.
Game này là quyền hội đảo kho báu phải không ta? Đúng rồi Phát ơi. Ui, tính ra con game nổi tiếng phết chứ có phải đùa đâu. Nhiều anh em chơi mà. Nương nương dù bệnh nhưng vẫn tăng động à. Ok nương nương ơi. Huyền thoại Ok. đảo kho báu đã rescan 100.000 đồng. Cảm ơn đã quan tâm tới game, cảm ơn bạn nhé. Ủa, mình tắt cái win scan hả? Ừ đúng rồi. Ôi. Ok. Ôi, cảm ơn. Wow, cảm ơn admin nhiều luôn. Ôi. Ôi, anh không có nhận quảng cáo, anh chỉ thấy con này mấy ngày nay và anh vào anh chơi thôi. Ôi. Wow, anh thì ra là nó bên WeScan nè. Ôi, cảm ơn. Quang từ từ để anh qua WeScan anh coi. Ôi. WeScan. Ôi, mình không nhớ là WeScan mình luôn. Ôi. Ôi. Rồi, cảm ơn admin nhiều luôn. Trời ơi, ngày nào mà cũng làm vậy được thì ngon biết mấy trời. Trời ơi, hôm nay có ăn rồi anh em ơi. Hello Tài ơi, có tiền mua sữa cho bé rồi. Đúng rồi Phúc ơi, cảm ơn Nguyên Khỏi đảo kho báo nha. Ôi, nhưng mà game game tên hơi dài chút nha. Có gì admin đừng 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 chửi nha, tại vì game tên hơi dài mình hơi không nhớ thiệt. Quay, mình để cái tên cũ cái mình bỏ một số từ vô nữa là đẹp admin ơi. Rồi, WeScan bị lắc rồi, không vô xem được tin nhắn rồi. Ok. Đợi đợi heo tí nào. Vâng, WeScan lắc banh nóc luôn. Đăng nhập, ok. Ủa, rồi WeScan quên mẹ nó cái bữa là mình đăng nhập bằng cái nào mình quên tí nó rồi ta. Ui, ủa, ở đây chiêu mộ được bằng ủa ra được con này hả ta? Ơ kìa. Wow. Ok. Ơ kìa, được 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 ra được luôn tướng ếch hả anh em? Rồi, không nhớ là hôm bữa đăng nhập cái WeScan bằng cái nào luôn. Ok. Rồi, lấy lại mật khẩu cần nhập cái Gmail mà quan trọng. Thôi, để tí heo vô heo thêm lại. Rồi, cảm ơn admin của kênh vui vẻ, hơi ít view nhưng có lên heo nha. Ok, cảm ơn Nguyễn Hạo đã kho báo nha. Ok, admin rất nhiều luôn. Wow, được 200 luôn. Ui. Cảm ơn ẹt nhiều luôn. Hoài. Huyền thoại đảo kho báu đã rescan 100.000 đồng. Chúc anh Wow. em xem kênh vui vẻ, hơi ít view nhưng cố lên heo nhé. NPH sẽ theo dõi và ủng hộ. Ok, ôi hai bên luôn hả? 300 luôn. Cảm ơn admin nhiều luôn. Ôi. Nào, ôi như vậy mà tối mai không like nữa là chắc trời ơi buồn lắm luôn á trời. Game gì vậy anh hả? Ok, có dữ à. Nào, trời ơi. Người ta đã donate rồi, mình không để cái link vô thì thấy buồn lắm. Nào, có link dưới bình luận luôn. Trời ơi à, như cũ luôn. Link fanpage của game luôn. Trời ơi à. Cảm ơn nhà phát hành luôn, cảm ơn admin luôn. Trời ơi à, đó. Rồi F5 lại xuống lưới bình luận lấy luôn nhanh em ơi. Ok, nào đi kiếm tướng hero hay ếch nữa nào. Ôi. Ôi, gần được một bình sữa rồi. Yeah. Rồi. Cảm ơn admin nhiều. Nương nương dưỡng bệnh cho tốt nha. Hên vậy anh có tăng rồi hả? À. Ê mà quay hường như vậy có khi nào mà nó ra được mấy con ngon giống vậy không ta? Ôi nó ra được cả hai ếch luôn. Game quá hào phóng anh em hãy tải và chơi. Đúng rồi Phúc ơi. Ok.
Ôi, Huy như vậy là thấy game hào phóng rồi, 30 vé gacha, đúng không? Đúng rồi, 30 vé gacha nhân 10. Ngoài. Ủa. Ê, con này à, ui, tỷ lệ gacha ngon nha. Ui, nhiều hero, nhiều hero. Ok. Có à, nó ra con Nami gì đó, tôi quên tên rồi à. Ok. Có thấy hình dưới có con nào nó cho con đó à. Nhưng phải hên hả? Đâu? À, ở khúc dưới này đó hả? Ý, Hải quân là nãy mình lụm được con mình lụm được con Aokiji rồi này. Ơi Aokiji ngon không? Ý, hình như ôi không, con Kizaru là ngon nè. Akainu là thơm nè. Hai ếch nè, đúng rồi. Ủa, màu vàng là ngon hay là màu siêu cấp là ngon vậy Phúc? Cái nào ngon, cái nào ngon? Ủa có Rub Lucy luôn kìa. Có Rub Lucy luôn. Game này có tướng cao chỉ ba con chơi được Bon, Nami, God với Zoro chơi được thôi hả? Hello Tài ơi. Ok. Ôi. Ôi, ở đây mà quay ra được cái này, hình như là hai ếch là ngon nhất phải không? Mà vàng có con ngon, có con không còn đỏ thì nó ngon với dễ chơi hơn. À, vậy là đỏ ngon hơn. Uầy, vậy hồi nãy đỏ ra được con Kaido nè. Thơm. Uầy, quân cách mạng có ba con à, có hai con ngon à. Uầy, tính ra game cho hơi nhiều á. Tại vì quay như vậy cái nó ra hết đồ ngon rồi nè. Ngon. Ê, tính ra mình được hai ba con hôm luôn á. Ok, anh em nào mới vô cho em xin một cái like cái nha anh em ơi. 21 anh em, hello. Ai, hôm. Tài khoản quên mật khẩu mà định don hả? Ok, cảm ơn Lẹ ơi. Ok em ơi. Ra cái nu này. Ôi. Ôi, tính ra được hai con rồi hả? Wow. Đúng rồi, Nami God thấy ai cũng chơi. À, ta. Vàng có con Nami God với Zoro là ngon. À, còn đỏ thì Kizaru đúng kiểu phế. À. Akainu không ngon hả? Con lù bị giảm sức mạnh nên cũng không quá ngon đâu anh. À, heo chơi bản này Alpha Test. À, heo có chơi bản Alpha Test à? Không. Ủa bản này open rồi mà, đâu open chưa chi tiết à? Ok, ủa open rồi mà, đúng rồi, khoan 18 hả? Ê à, đúng rồi, open 12 rồi mà. Trời trời trời, má đọc comment thấy say sẩm mặt mày thiệt. Ok. Quay. Game này con nào đam khủng nhất vậy? Game open rồi, đúng rồi. Nào, mình còn mười mấy vé. Coi đâu còn 10 vé, rồi còn 9 vé. Nào nào nào, phải kiếm cho được một con ngon ngon chứ. À mà cái đô chơi được không anh em? Mà Sakazuki chỉ chơi được giai đoạn đầu hả? Nương đương gà lắm hả? Ôi heo cũng gà y vậy luôn chứ có khấm khá hơn anh em đâu. Ok. Rồi. Admin có mở game nào nữa không? Mai chiều chơi heo sinh, heo qua, heo trải nghiệm giống gì nữa coi nè. Rồi, cảm ơn admin nhiều luôn nha. Kaido lâu cũng được hả? Rồi. Lâu cũng được. Ủa cái này là làm sao lụm? À, 5 điểm 100 điểm sẽ nhận được một trong các vật phẩm quý 50 bùa tỷ lệ 20. Ê nhưng mà cái này làm sao vậy anh em? Cho heo hỏi cái. Lưu ý quà chỉ được nhận sau khi nhận các gói quà đầu. Này là sao, này là sao? À nạp đầu hả? À, có cái group Zalo 1.000 thành viên rồi đâu.
Ok. Game này thời điểm hiện tại chơi ngon nhất là sạn Roger Namigod á, khiêm thằng đóng tàu băng mũ rơm à, Ranky hả? Nào quan từ từ, 1.200. Nạp đầu là lấy cái này đúng không? Ngày hai là lụm được rương trang bị ánh sáng, rương trang bị bóng tối. Ui, cái này là chắc gói 100 này đúng không? Đâu phải không? Ấy nhưng mà cái này nạp đâu vậy? À, login nữa. Để mai tạo lại tài khoản rồi tính ha. Cái này chắc phải hỏi anh em cách chơi quá. Ui. Ê, rau trắng rồi, chơi ngon anh em. Xin link game với anh. Hello Cool TV ơi, dưới bình luận luôn em, ở lòng dưới cầm dưới cái miêu tả video luôn em ơi. Có code luôn, có code luôn. Video nãy giờ có hướng dẫn nhập code luôn. Hướng dẫn nhập code ở đâu rồi ta? Khoan, trời ơi, có tiền cái hăng hái lên liền. Trời ơi, cuộc sống này thiệt chứ. Nào, nhập code ở đây này nhá. Ngay chỗ cái này nè. Trên đầu lâu hạch vậy nè. Ủa, cái này là mã mời đúng không? Đúng rồi, cái này hình như là mã mời. Ồ, anh em đồ chat chung với nhau hả? Ngon lành. Đầu game anh build Dam Roger là ok nhất. À, ok, tướng Roger đây đúng không? Ủa Roger là tướng tướng gì vậy? Tướng đỏ đúng không anh em? Cường quá, ok. Cảm đột phá, ok luôn. Ủa hết lên được nữa rồi. Tinh linh a à, cần vượt 3.4 hả? 3.2 hả? À. Rồi bây giờ mình lên Roger, rồi mình cũng có luôn con Nami đúng không ta? Hồi nãy là mình thấy mình có Nami. Ủa, đây Akainu. Mình có sạn nữa. Ủa sạn đâu? À sạn đây. Ok, sạn đây. Ủa, rồi hồi nãy nhớ có con Nami nữa mà ta. Game mới ra có hình như hôm qua hôm kia gì à. Đó là anh em yên tâm quẩy đi anh em ơi. Trời ơi, game cho nhiều nha. Rồi con Nami đâu rồi anh em? Đâu phải con Nami này đâu đúng không? Không, không phải. À đây 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 đây. Anh Nami gót. Nami gót. Ok. Tăng sao luôn hả? Ok, tăng sao. Ủa. Sở hữu một. Ok. Hết rồi. Uầy, tăng được 4 sao Nami hả? Nương nương say hút rồi hả? Ok. Trời ơi, nương nương ơi. Sao lại cắn đá vào giờ này vậy nương nương? Ủa mấy con này tăng sao được không? Đâu rồi, Roger. Roger tăng sao? Không, không có Roger. Sanji cũng không lên được. Ok. Ê, nhưng mà mình để đến trang bị. Ê, nhưng mà trang bị mình lấy cái nào anh em? Đồ tăng thì dồn hết cho Kaido đi anh hả? À, ui có Kaido. Ừ đúng rồi ha, mình có Kaido sao mình không chơi ta? Đây đây đây, ok. Ok. Trời ơi, đâu rồi. Ê nhưng mà chưa mở đồ ra cho nó được. Giờ phải chạy thêm. Nào. Quá, bố trận đúng rồi. Rồi, cho xin cái đội hình hợp lý các anh em ơi. Kaido nè. Rồi. Ê, còn cái lỗ mình cho con nào vô anh em? Phi nhiều nữa hả? Anh dồn hết tài nguyên cho Roger với sạn á, sạn thì đồ ánh sáng, Roger thì đồ bóng tối cũng được. Đầu game anh build Roger y ngon nhất, râu trắng chơi tạm thôi anh, chơi tầm 1-2 tháng á. Ủa anh có râu trắng không? Anh đâu có râu trắng đâu. Không nha, anh không có râu trắng. Anh xem con sạn nó đam gì phép hay vật lý. Giờ còn cái lỗ mình nhét con nào vô nè, quan trọng là đây. Ủa lai vẫn
có quảng cáo hả anh? À có em ơi, nó quảng cáo chút ít em tắt giùm anh nha. Thông cảm thông cảm. Cái lỗ cho Akatsuki đi anh hả? À ok. Anh cũng không ưa thằng này lắm. Ok, Akainu anh ơi hả? Ok. Ui, vậy là giờ mình lướt map là bình thường đúng không? Trời ơi. Ok. Hoài lướt ầm ầm luôn, ngon lành. Hoài một lần nữa cảm ơn nhà phát hành game nha. Trời ơi ạ. Hoài không nghĩ là được nhà phát hành game chú ý qua đây donate luôn. Cảm ơn nhà phát hành game nhiều luôn. Hoài đã góp phần giúp cho con heo hôm nay có được một lon sữa ha. Thú thật là chiều cũng mới đi mua hộp lon sữa luôn. Trời ơi, mừng quá trời. Đâu rồi, nương nương bị gì mà không trách nhiều nương nương ơi? Quẩy đi nương nương ơi, tại sao lại không trách nhiều nè? Con Roger nộ nó đẹp phải luôn. Ủa, có hả? Khoan, từ từ. Nếu mà nó đẹp thì bây giờ chúng ta cho một mình nó đam thôi đúng không? Đúng không? Con Roger nào, bé bé đi ra cho anh Roger một mình anh đó cân tim coi nào. Này, bé Roger vô đây, khoan từ từ. Cho bé Kaido đứng trước. Ok. Bệnh nó không cho nương nương spam hả? Ok, nương nương đừng spam nữa. Nương nương bị bệnh rồi hả? Nào để anh coi coi. Nào, Kaido sao mày chiếm spotlight của con Roger rồi? Đây đây đây, ủa đâu, ủa nó nộ đâu, nó nộ là vậy đó hả? Ui tính ra hai con nó chạy vòng vòng là được rồi đó. Ok, địa chấn à. Hình như là mình bỏ qua cái hướng dẫn đầu game luôn rồi hả gì anh em ơi, hình như heo thấy kêu trai đẹp cho nương nương tắm. Ôi có anh nè, trời ơi anh đẹp trai mà. Không, nó không có hoạt ảnh thì phải à. Đâu có hoạt ảnh đâu, khoan từ 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 từ. Ê, nhưng mà chừng nào mà nó lên được cái kia bự vậy anh em? Ê, 300 này mình có nên mua không? Không 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 không, đừng bị dụ đừng bị dụ. Ồ mỗi cái nhiệm vụ là nhận được 200 kim cương. Ui mình có 3.200 rồi nè. Ê mà 3.200 thì mình nên làm cái gì ngon anh em? Mình có nên đổi cái này không? Ok. Ê quẩy hôm nay đi, mai có gì ngu thì mình chơi cái mới. Nào, hai viên đá là ngon nhất à. Không ra, chưa ra, tới luôn. Còn 12 lần, ra không? Ra không? Ra không? Ui, ok. Còn 4 lần hả? Bùa hình xăm 60. Nào, nào. Ok. Tầm bảo. Ủa mình có bé quay tầm bảo không? Hình như cái này là cái bà con với cái nãy phải không? Quay. Đúng rồi, cái này là cái nãy mà. Đậu hứ chuyện. Anh thử cho con Roger một mình thử đi hả? Game này không animation nên có thì bao đẹp. À anh vô sự kiện đổi quà anh cái đó thì thâu tóm ác quỷ á. À, để nương nương có tìm cách đòn hả? Ok nương nương ơi, ok. Ôi ôi cảm ơn nương nương nhiều luôn. Ai cái này mình mua được không ta? À không, mình đâu có kim cương xanh đâu, mình có kim cương tím. Kim cương tím là game phi, còn kim cương hồng ở lòng kim cương hồng với tím là phi, còn kim cương xanh là mình nạp. Ui chơi nãy giờ mà mới biết. À mật khẩu nãy giờ không nhớ hả? Rồi xong nương nương luôn. Anh thử. Đâu sự kiện nào? Sự kiện cái này shop nạp 7 ngày 7 ngày. ưu đãi mở rương. Cái này là bệnh viện.
Hoàng tử hát cước, hoàng tử hát cước vĩnh viễn. Ủa cái này là skin đúng không? Cái này là skin đúng không anh em? Ở VIP 3 là chúng ta mua được mấy thứ này hả? Áo quà ngày nạp là nhận nè. Áo quà level nữa nè. À thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Thấy rồi, thấy rồi, ưu đãi. Sự kiện. À 2.4 lận. 2.4 lận em ơi. Ai xì bà. Nào, để mấy con này vô cho nó lướt map cái nè. Game ngon, cơm bắp đã tay. Ôi, có auto không? Nào. Nào, nào. Ui, con nào vậy? Ui, Nami à. Wow, Nami ngon vậy? Đây, mở ra sự kiện rồi nè. Oh, phúc lợi. Ê, cái gì vậy? Cái gì vậy? À, sát thủ hả? Thường hả? Ủa, về lụm con này về làm gì? Wow, quà cấp độ, quà level. Ui, game ngon, cơm bát đã tay. Bá chủ quần đảo. À, huy chương. Tuyệt thế thần binh. À, ok. À, được đấy chứ. Ở đâu rồi? Gì đây? Ủa mà tăng sao? Ôi mà tăng con này làm gì? Quên thì chứ, bỏ qua cho nó là được rồi. Tinh chế. Ui có skin luôn à. Ảo vậy, đây không có. Ui. Kaido thức tỉnh hả? Wow. Ơi đẹp vậy bộ. Không không, con Kaido là đẹp nhất nha. Ui. Reset mật khẩu thôi hả? Ok, đang chờ nương nương. Con Ragen sau em chơi một lúc nó bị cảnh báo chưa đủ tuổi. Ủa. Con The Dragon Ball hả? Cái đó anh cũng không biết nữa em ơi, chắc do em nhập cái chứng minh nó bị gì ấy. Chứ anh chơi hổng gà anh đâu bị đâu. Với lại hình như anh hổng gà cũng không có chơi con Dragon Ball nào ấy. Ok, hello 17 anh em, cảm ơn 17 cái like của anh em nhiều nha. Ok. Hôm nay chúng ta với đến với con Nguyên hội đảo kho báu ha. Link heo sẽ để dưới bằng miêu tả nha các bạn ơi. Có code luôn, có code luôn. Ok. Ok. Ui, hello 18 anh em, cảm ơn. Ui, 19 cái like luôn. Rồi. Ai mở auto rồi, đỡ phải mỏi. Ha ha. Giờ vừa chơi vừa nhắn tin vừa hỏi anh em được rồi. Nào, hôm nay chúng ta like tới mấy giờ đây? Tới 9 giờ rưỡi ha. Bù là mấy ngày trước. Chọn hải quân có lợi hơn hải tặc không anh hả? Cái đó anh cũng chưa biết nữa em ơi. Hồi trước anh chơi là anh nghe là hình như là nhớ là chọn hải quân á. 9:30 đi anh bù lại cái mà anh chờ á hả? Ok. Rồi. Vậy hôm nay chúng ta sẽ tới 9:30 luôn nha các bạn ơi. Chọn phe mình thích thôi hả? Hồi trước là anh nhớ hình như là nó có chọn phe nào là nó mạnh hơn á, hình như là hải quân hay gì á. Cái này hôm bữa bản update mà có thời gian vô like nữa là hồi ngon. Hôm bữa bản update là được ngon nhiều. Ôi nào. Tấn công hoàng. Ok, đi cái đội hình này. Kaido, Sanji, Sạn. Kainu, ok. Nào, công nào. Ủa
Không, anh chọn phe hải quân, nó tặng thêm một cái mở được một tướng vàng. Sau lúc đầu em không nói thế để anh chọn phe hải quân thì bây giờ có phải là chúng ta đã mạnh hơn rồi không? Rồi bây giờ nó mở cái trang bị rồi này. Mỗi một linh hồn chỉ được gắn ở một tướng, bạn không thể gỡ hoặc đổi. Cái linh hồn là cái ở đằng sau đó hả? Ngon. Ê, khoan. Ôi, vậy mình có nên cho con Roger nó có linh hồn gì không anh em? Ủa, nhưng mà cái linh hồn đó nó mở ở đâu vậy? Khoan khoan khoan, cho hỏi ngu cái là mình đến trang bị đúng không? Mở ngẫu nhiên mà ngày đầu xả full thể lực qua ngày 7 tích thể lực để chơi sự kiện thâu tóm ác quỷ. Ok, Tài ơi. Một cái trick rất hay dành cho những anh em trên kênh luôn. Ok, anh em trên kênh chú ý nha. Là ngày đầu tiên là chúng ta xả hết thể lực luôn. Sau đó là qua hết 7 ngày là chúng ta tích lại thể lực để chơi cái event thâu tóm ác quỷ nha. Để nhận quà nha các bạn ơi. Còn Roger không linh hồn. Vậy còn Kaido nó có linh hồn không? Ồ, nó có cộng hưởng nữa hả? Ồ. Ơi, mấy con game này chơi là nó phải cần tìm hiểu dữ lắm nè. Chứ không. Ủa, cái này cái gì vậy? Cái viên đá này. Ồ, cái viên đá này cho ai anh em? Thần sức mạnh. Tướng mất 20% máu sẽ tăng 160 sát thương. Anh nên lấy hai linh hồn Nami à, thôi à, hai linh hồn Kaido còn lại cho sạn cho Roger hả? Ok. Ui nhưng mà tính ui. Vậy là một cái cho con Nami đúng không? Con này là đúng rồi, Nami God. Ok, một cái. Rồi thì ủa con Kaido là cái này đúng không ta? Này là Sabo, Kaido là cái nào vậy? Này là Megalom. Cái này là What gì đấy? What the fuck? Luffy G4. Zoro, Amako, Asaan, Amhao, Mihao, Sabo, Akainu. Ê, mình có nên cho một a đây nè, đây nè, đây nè, đây nè, hai cái. Ok. Mé không được, để bữa sau em tìm cách nương nương cây hả? Trời ơi, buồn nương nương luôn. Ê, mình có nên lấy một cái cho con Akainu không anh em? Hello 19 anh em nha. Anh em mới vô cho xin một cái like, một cái share, một cái đăng ký kênh nha. Ok anh em ơi, link game heo để dưới phần mô tả của video, có code luôn. Con Roger đó là tướng mới nên không linh hồn, còn mấy con khác có linh hồn từ bản đảo kho báu. Wow, vậy tính ra là game cho luôn con hero mới hả? Mật khẩu không nhớ, đặt lại mật khẩu cũng không được hả? Ây da, cay nhỉ. Quá cay luôn. Nhưng mà mình có nên lấy một cái cho Akainu không anh em? Anh thấy con Akainu thấy tội quá. Này, hồn của Akainu này. Tài ông nói cho anh heo chọn cái trang bị nào cho sẵn với Roger đi. Quan trọng là bây giờ anh cho một cái cho con không anh Akainu nó chơi tạm thôi hả? Không, anh quyết định rồi, anh phải cho nó đẹp. Anh cho nó đẹp cái. Rồi, ok, rồi còn lại cho sẵn nha. Sẵn là ở nào vậy ta? Đây, sẵn, ok. Con nào cũng phải đẹp chứ đúng không? Nào, trang bị. Ủa, nó có nâng cấp không? Cường quá hả? Ui, má cường quá tới 2 triệu luôn hả? Chết mà chưa. Ủa mình có bao nhiêu vậy? Ui, 38 triệu. Không sao, không sao. Còn chơi được, còn chơi được. Ok. Ui, cường quá. Nào, cái đô. Ui, đẹp 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 đẹp. Nào, cái đô.
À, Kainu ơi, tao rất là ghét mày nhưng mà anh em mến mày lắm nên là mày vô đây một cái nào. Đó, ok. Rồi, Roger thì chúng ta có chọn viên đá này vô. À. Rồi, toàn mấy con này có hết rồi đúng không? Ừ, có. À không, con này có. Rồi, đây. Con nào đam to nhất vậy mọi người, cho nương nương biết. À, anh em bảo là con sạn đấy, nương nương ơi. Đây đây đây, con sạn nhà ta nha. Nương nương vào trải trải nghiệm đi nương nương ơi. Ok nương nương nè. À đột phá, ok. Cường quá, 45. Mấy con này lên luôn. Rồi 340 mình mở tiếp. Nào, bố trận đẹp rồi. Ui. Khoan khoan khoan, nếu vậy thì cho đây Akenu qua góc bên kia đi. Tại vì người ta cũng không cần xem mày lắm đâu Akenu ơi. Ui. Nghe nó là hợp lý. À Siva, ôi cái linh hồn. Không, cái linh hồn nhớ tới cái gì ta, mấy cái phim hoạt hình Trung Quốc hiện nay đó nè, bạn đã đạt level 10 có thể nhận quà đâu, quà đâu, quà level nhận không? À không đủ kim cương à, ok. Nhất là con đấu la đại lục đó nhớ không? Đó quầy con đó nó cũng có mấy cái linh hồn ở sau nè. Ồ ok, các quan nương nương sẽ nghe các quan. Ơ vậy nương nương nghe mà nương nương không có tặng quà gì à nương nương? Hiện tại thì con Roger á anh heo, con sạn nó khống chế đam to mà không bằng Roger hả? À thì bộ ánh sáng là tướng đam phép, còn bộ bóng tối là đam vật lý. À ê mình bỏ cái này được không? Ai à, bỏ qua đi chứ dồn cho con này làm gì? Trang bị vậy thì khoan để coi con Roger nó là đam gì vậy anh em? Kỹ năng nó là con Roger nó là đam gì? Đợi nương nương tìm cách cái hả? Ok, các quan đang chờ. Đầu game thì con ngang xe bá nhất nha hả? À, ủa à, xe đâu ra? Tài bộ ánh sáng có một số món chỉ tăng thương vật lý à, còn bóng tối cũng bị vậy nên phải chọn kỹ. À mật khẩu không tìm được đặt lại thì cũng không nương nương cay. Ôi vâng, các quan ngồi đây chờ nương nương tới 9 giờ rưỡi nha. Nào, nâng cho nó lên full đi nào. Ok. Ôi ơi, tại sao lại không nâng cho nó lên? Nào, để mình chơi game là mình phải đọc đúng không? Đây. Roger Edo nhảy lên, thanh đao được hai cây bọc xung quanh gây 700 sát thương vật lý. À, đâu? Vật lý là bộ bóng tối. Ok, đi kiếm bộ bóng tối. Trời ơi, chơi game rất là đơn giản, suy nghĩ nhiều chi. Đây, bộ bóng tối. À, chúng ta có hồi công mà là set. Ok, vậy là đúng rồi, sát thương phép. Ủa. À, tăng sát thương vật lý. À, ok, sát thương vật lý. À, sát thương giảm sát thương vật lý, ok luôn. Giảm sát thương phép. Rồi tăng HP công hạn gì vậy? Vậy mình lên lấy cái nào? Anh còn rương bạch kim không hả? Hết rồi em ơi. Không còn rương bạch kim. Đây khoảng chỗ. Vâng, nương nương ơi, các quan đang ngồi để chờ nương nương. Vậy bây giờ mình lấy một canh đao phải không? Canh đao là nó có sát thương vật lý nè. Ok. Đúng không anh em? Rồi bây giờ mình lấy một món gì nữa nè, cho heo xin cái ý kiến đi anh em ơi.
Alo, Tài ơi, Phúc ơi, kiếm với mũ hả? Ok, rồi, nhanh luôn. Rồi, bộ này mình lấy cái gì đây? Tăng sát thương phép, tăng sát thương vật lý. Vậy bây giờ mình lấy cái nào đây anh em ơi? Đâu rồi? Cái nào? Rồi. Còn một bộ nữa là bộ Kaido cho tăng hả? Cho tăng. Nếu cho tăng thì ta giảm. Anh coi sạn nó. Ủa, vậy anh có hai bộ à? Vậy thì mình nên lấy sạn hay lấy Roger? Có thể ôm nhiều lắm hả? Ok nương nương ơi. Mình thi xong rồi mình có tổ chức bạc ti gì không nương nương? Khá hiếm á hả? Vậy bây giờ mình lấy bộ nào nè? Mình lấy bộ của sạn hay là mình lấy bộ của xanh gì? Ở mình lấy đại đó đi ha. Như bộ cai khó kiếm lắm. Vậy thôi mình lấy bộ cho con Sanji đi ha. Sanji thì nó đi sát thương gì vậy? Coi cho kỹ là cái. Là qua muốn khàn tiếng luôn rồi. Sanji chống tay xuống đất và hít đất. Ủa lộn không phải. Xây vòng chân trong 4 giây. Đá toàn bộ kẻ địch xung quanh, mỗi giây gây 55 sát thương vật lý. Ok. Rồi, sát thương vật lý luôn. Nếu sát thương vật lý thì mình lấy cái gạt tàn thuốc đúng không? Đây, gạt tàn thuốc tăng sát thương vật lý. Nhập code đâu vậy anh? Ok luôn em ơi. Đây. Đây, nhập code thì em bấm vào đây, đâu mất tiêu rồi, đợi anh tí. Đâu rồi ta? Đây em bấm vào đây ha. Đây đó. Đây trên cái đầu của con hải tặc nè. Đó bấm vô nè, chấm 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 chấm. Ok bấm vô. Đấy mình bấm gửi là nó sẽ báo nhập 2 lần sai. Chat toàn bẹp. Ok hỏi kênh chat làm gì? Đây có kênh của anh em chơi quá trời. Với bộ ánh sáng nó tăng tốc độ nữa hay gì phải không Tài? Ủa mà quan trọng anh em chỉ heo cái coi. Nương nương không thì không rồi, tại nương nương lười hả? Trời ơi nương nương làm xiên lên mới mau có người yêu nương nương ơi. Rồi, quay lại với bộ trang bị nào. Vậy thì nếu vậy thì lấy cái gạt tàn thuốc là một. Ok. Dưa cái nào nữa anh em? Giảm sát thương vật lý hay là giảm sát thương phép, tăng HP hả? Cũng có lý chứ. Lâu ngày không chơi tôi không nhớ hả? Ok rồi vậy anh em thôi lấy đại đi ha, lấy đại đi. Trang bị rồi một nón. Ủa sao lại nó lấy cái nón này? Ê gỡ ra chỗ nào anh em? À hạ xuống. Ok mình lấy bộ của Roger trước nha. Nón, nón và hành đao. Ok rồi 2 cái luôn. Ok có gì mai em tạo server mới chơi với anh hả? Ok em ơi, kiếm người yêu bỏ qua bên giờ nương nương phải đổ trạng nguyên hả? Trời ơi mặc áo gấm bài làng hả nương nương ơi. Ok. Có bộ của Kaido nữa thì ngon ha, nhưng mà đáng tiếc chúng ta không có bộ của Kaido. Mình đánh hết cái này cả mình ra mình đi đấu trường đi. Mình ra mình đi đấu trường đi cho nó nhiều. Đâu rồi. Ok. Túi quà ngọc. Ủa, ngoài đồ trong này còn nhiều vậy ta? Tướng, đặc chế, tinh chế, tăng cấp. Mình chưa có tăng cấp hồi nãy giờ. Ảo thật đấy, thảm, cường quá.
Cường quá, tăng cấp lên. Ok. Ủa 9 lên 10 thì tăng cấp làm gì cho mệt nhỉ? Ủa nhà lính là bao nhiêu được lên ta? 3.4 mới qua được nhà lính hả? Đây, hình như là xong cái này là tới nhà lính nè anh em. Phần sự kiện có đổi rương trang bị hay gì á anh hả? Sao anh không lấy nguyên bộ nó ngon hơn là mặc từng con hả? Ủa đâu, hồi nãy anh em kêu là phải tách ra chứ anh nào có biết đâu. Với lại nó đâu phải là được y bộ đâu. Với lại, ủa mà anh mặc y bộ mà. Ở đầu thứ chuyện. Ok, nâng cấp lên. Ok. Ủa làm sao mình nâng cấp lên được tướng trên này? Sàn gì? Ok. Ủa hết đá rồi. Ủa. Ôi kìa, đá này lấy ở đâu vậy anh em? Hết mẹ nó rồi. Lấy cái gì mà tăng nó lên? Ẩu thật đấy. Nó là hai bộ khác nhau, chỉ cho hai rương ánh sáng. Đúng rồi, đúng rồi. Nào, trong sự kiện đổi rương trang bị. Đâu sự kiện đổi rương. Ồ có xúc sắc nè. Lên VIP, lên VIP rồi. Lên VIP rồi. Khoan, game free luôn VIP rồi. Ok. VIP 2, ok luôn. Ngon. Trời ơi. Quá thơm. Trang bị có đổi không? Này, rương ánh sáng. Ui, 1.200 lận. Rương bóng tối, 1.200 lận. Có nên đầu tư không? Anh em cho xin cái ý kiến. Ui, what the hell? Wow. Một vé chiêu mộ vàng bằng 2.000 kim cương. Sự kiện bên anh đổi bia đi hả? Đổi bia. Hỏi tài em không biết hả? Đổi bia. Đổi bia là đổi được 8 cốc bia. Ok. 8 hùng bia. Rồi rồi rồi. Rồi mình đổi bia xong rồi mình còn tiền nè em. Kiểu nha. Cũng có chút gia hới này nọ ha. Ok. Nào. Nhưng mà chơi xong cái này là anh mắc đi làm rồi, không biết là anh có chơi được không. Ê, thôi có gì mình chơi live ra ha. Ok, con này cũng thấy anh em cũng đam mê đấy, có tiếng Việt đồ này nọ, có gì lên hỏi anh em chơi là ok nè. Ui, tính ra bây giờ lướt map là khỏe re. Anh đổi bia thôi, dư thì đổi set đồ. Giờ mình dư rồi đó, mình đổi y set ha. Mình đổi y set thì hồi nãy thì theo anh em là mình đổi hồi đó em cũng chơi tầm cấp 30 40 à nên cái đó em không biết. Ok. Gì à? Nó chỉ gì à? Khiêu chiến hạm đội hả? Xuất phát. Chọn tướng. Đang đợi. Đang đợi gì à? Wow, Roger tím luôn. Ê, chừng nào mình mới lên được tím anh em? Nương nương buồn ngủ hả? Ưu tiên đủ cho sạn 4 món trước anh. Ủa sao anh thấy đa số anh em chơi Roger không nè? Anh nghĩ là mình phải nên ưu tiên cho Roger trước chứ. Hay là mình ưu tiên cho sạn? Về đâu đi ải dễ lắm về sao khó à. Ồ xong cái ải rồi à. Ồ wow. Cái này có gọi là ngon không ta? Ngọc để nhận thêm hả? Cấp VIP chưa đủ. Ok. Ồ 100 level 20 mới VIP 2 rồi hả? Vậy là cái này mình phải lên level cho nhiều, cho nhanh. Mà bây giờ mình lên VIP rồi. Mình lên VIP mình cũng chưa có có một đồng xu quay.
Quầy ra gô dơ luôn cái ngon nè. Gô dơ. Ok, dơ luôn. Nào, cục vàng để làm gì ạ? Tăng ngay ship trang bị hả? Cho sạn tóc cao để nó chón á. Em nghe trên group nói vậy hả? Ok. Rồi, vậy anh tin em nha. Có gì em chịu trách nhiệm nha. Ok. Ủa? À, ui, cái này quay 550, 500 lần là được Roger hả? Thì cái này không đủ, không đủ 500. Hết 500 rồi bầu ơi. Cái tuy ngươi nhưng con sạn thì sao để dễ, để dễ kiếm hả? Ok. Rồi, sự kiện luôn. Gì đây? À, Tiêu Ngọc được quà shop giảm giá. Ủa mà nãy con sạn lấy gì ta? Sạn sạn trang bị lấy bộ chopper hả? Chopper là ánh sáng ở bóng tối, quên mẹ nó rồi. Giờ cũng không nhớ luôn, kệ nó đi, vô kiếm là biết chứ gì. Tích lạp. Nón chopper. À đây, một cái, hai cái, rồi hết luôn nha. Rồi, hồi nãy là mình có hồi nãy mình có cái gạt, vậy là mình lấy cái này nữa là một. Nó một set là 5 món luôn hả? À đậu, hư chuyện, heo tưởng đâu là một set. Ủa, cái món đó nó nằm ở đâu? Ủa, cái nón với cái nhẫn. Ủa, alo, xong. Thôi, tối mai mình lên mình nhập lại. Có món, 4 món hả? Ok. Nhập sai rồi. Không sao, tối mai mình lên mình làm lại. Ok. Thôi bỏ đi. Ai, ok, tối mai mình làm lại. Lấy nhầm rồi. Wow, trong này nhiều kim cương vậy. Ui, 4.000 mấy. Ok, rồi. Heo đã hiểu. Ok. Tối mai chúng ta sẽ lên làm lại một acc tân hữu mới. Ok. Tối mai đi. Ok, cảm ơn 19 anh em đã like nha. Và cảm ơn 306 anh em đã xem heo nãy giờ nha. Ok. Ui, con này đông anh em xem đấy chứ. Bye bye anh em. Có mai nếu rảnh mình lên mà làm lại. Ok. Bye bye. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Và cảm ơn nhà phát hành game đã để ý tới kênh của Heo ha. Cảm ơn donate của bên nhà phát hành game rất nhiều luôn. Ok, một lần nữa cảm ơn. Cảm ơn anh em. Chúc anh em buổi tối vui vẻ. Và nếu mai không like thì hôm nay chúc luôn là cuối tuần vui vẻ nha anh em ơi. Bye bye. Hôm nào phải mua một bài nhạc cơ mà được.